Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về việc tiếp tục triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường tại khu vực Âu Thuyền và cảng cá Thọ Quang, trong đó có việc sử dụng hình ảnh camera để xử phạt các hành vi xả thải không đúng quy định tại cảng cá. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Công an thành phố và quận Sơn Trà khẩn trương nghiên cứu biện pháp sử dụng hình ảnh trích xuất từ camera của tổ chức cá nhân tại các khu vực lân cận Âu Thuyền Thọ Quang để giám sát việc đổ chất thải không đúng quy định, chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai chuyên đề phát hiện để xử lý nghiêm các hành vi đổ xả thải không đúng quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giám sát chặt chẽ việc thực hiện dịch vụ vệ sinh môi trường khu vực Âu Thuyền. Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang rà soát và thực hiện tốt việc thu gom và xử lý triệt để nước thải từ tàu phát sinh tại cầu cảng và chợ đầu mối thủy sản. Ngoài ra, các doanh nghiệp phải có biện pháp bảo vệ môi trường cụ thể, phòng ngừa ô nhiễm để kiểm soát chất lượng môi trường và quản lý chất thải đúng quy định.